Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay so với các địa phương khác trong nước. Với nền kinh tế phát triển và sôi động, là môi trường đầu tư lý tưởng của các nhà đầu tư, nơi có những nhà cung cấp dịch vụ tốt và uy tín. Được thành lập vào năm 1998, bằng uy tín, chất lượng và luôn dẫn đầu về công nghệ in ấn. Đến nay, Mỹ Photocopy đã trở thành thương hiệu uy tín cho các đơn vị lớn, nhỏ có nhu cầu về in ấn. Là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều năm qua với ngành nghề chính là photocopy, scan, in màu trên mọi khổ giấy và các dịch vụ văn phòng khác như soạn thảo văn bản, scan tài liệu, đóng sáng sổ sách, đóng gáy sóng nhựa, sóng kẽm mica. Công ty không ngừng hoàn thiện và mở rộng quy mô với số lượng máy lớn hiện đại đáp ứng đủ yêu cầu của khách hàng là các đơn vị cá nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Các thiết bị in ấn hiện đại mới nhất hiện nay trên thị trường đang có tại Mỹ Photo đó là HP PaceWide SL8000 Printer. Đây là một trong những thiết bị mới dẫn đầu công nghệ in ấn cả về chức năng và công nghệ. Với kích cỡ khổ in là 40 inch, in ấn nhiều chất liệu đa dạng như bond and recycled paper, soft paper, poster paper với độ phân giải 1200x1200 dpi, công nghệ HP Technology PaceWide, hai cụm mặc định với tính năng tự động chuyển đổi, mở rộng đến 6 cụm, bộ nhớ DDR16GB, ổ cứng 1x128GB SSD, 1x500GB HDD, tự mã hóa AES256. Đến với chúng tôi, quý khách sẽ yên tâm bởi đội ngũ nhân viên tận tâm, năng động, có tay nghề và kỹ năng tốt nhất sẵn sàng phục vụ quý khách. Mọi chi tiết vui lòng tham khảo tại photocopyme.com.